Bác nhà mình nha, ngày hôm nay lại tiếp tục lên kèo nữa nha các bác ơi. Mà sao cũng không xu nha, xu gấu béo. Máy về Kiên Giang nha. Chốt cho anh mình mau gọn lẹ luôn. Đang gỡ cái lam mũi đầu ra nha, người miền Tây mình thì không có ai xài cái lam mũi đầu kia nữa, nó hơi nặng. Chứ cái hai gầm nó hơi khóc, cho nên gỡ ra. Xu gấu béo nha. Mình đang gỡ lam mũi đầu ra nè. Nhưng mà mình chốt máy cái màu còn lẹ luôn. Ở Kiên Giang chỗ nào không anh? Hà Tiên ha. Dạ. Máy về Hà Tiên nha. 6000. Xu gấu béo. Con này hàng vừa mới về đây thôi, chưa có kịp lên clip nữa. Làm anh mình chốt luôn rồi. Này bó đầu, ghi theo máy. Này dặm sơn lại cho anh cái chỗ nào mà anh yêu cầu sơn gì dặm lại nha. Vậy nay cửa hàng mình sơn phết bảo dưỡng là hoàn toàn miễn phí nha. Này. Rồi bà con nhà mình ai đang quan tâm cái dòng su béo này 60 này hãy liên hệ trực tiếp với hàng nha. Và cái dòng máy hát gấu béo chốt về Kiên Giang về Hà Tiên nha. Này gỡ làm xong rồi bảo dưỡng sơn phết trong anh mình về trong ngày luôn nha, máy về trong ngày luôn. Anh mình chốt cái màu còn lẹ luôn, đầu đèn quá sáng luôn. Gỡ làm ủi ra nha, chốt cái kèo trong anh mình mau còn lẹ luôn. Mà sao không xu gấu béo. Dòng này cũng đang bây giờ rất là hot nha. Dạ dạ. Rồi, cái này em cho họ làm lại mấy cái đó cho anh hết. Này xong em xịt sơn lại là như con cái xe kia liền hả? Kêu bằng làm mới nguyên con luôn á. Làm mới nguyên con luôn cho nó đẹp. Này, mùi chiếu nắng đầy đủ. Đang gỡ làm ra. Rồi lên xe nha các bác ơi. Lên xe. Mà xong không nha. Máy về Kiên Giang, gốc cái kè mau gọn lẹ luôn cho mấy ông anh với mấy ông bác mình nè. Bồ quá hú luôn, cái dòng này có turbo không nha. Bồ quá hú luôn rồi. Bảo dưỡng làm đẹp hết nguyên con luôn. Rồi lên xe, chúc ông anh và ông bác mình về lòng hóa tài nha. Máy về Kiên Giang nha. Về Hà Tiên luôn. Em nói đi tắm biển, xe cực kỳ là đẹp luôn. Mà sao muốn không, bảo dưỡng lại hết nguyên con luôn. Bảo dưỡng sơn phết lại hết. Làm đẹp lại hết luôn nha. Chốt cái màu còn lẹ luôn. Mà sao muốn không nha, xu gấu béo. Con này hàng vừa về chưa có kịp lên clip nữa. Làm anh mình qua không gặp không chốt luôn. Nè em anh mình nè. Chốt máy cái màu còn lẹ luôn nha. Rồi bà con nhà mình ai đang quan tâm cái nhà máy của ta hoặc Giang Mai thì hãy liên hệ trực tiếp với hàng nha. Cửa hàng Nông Cơ Hưng Phát, địa chỉ ấp Long Thành A, xã Hậu, Lý Dương, Tỉnh Đồng Tháp nha. Hotline là 0338955972 nha. Tôi quên nói với các bác nữa là con 6000 này có kèm thêm một cái đuôi xế luôn nha. Đuôi xế heo máy luôn. GX của Kubota Thái Lan nha. 2.2 luôn nha. Này. Vậy này chủ mua xế luôn là về là xuống đầm chạy luôn nha. Máy được bảo dưỡng làm đẹp hết nguyên con luôn nha. Làm đẹp hết nguyên con luôn. Và chỉ việc xuống đồng là chạy thôi. Này mấy ông bác mình nè, với mấy ông anh nè.